Bước thứ hai là chúng ta làm các cái cạnh góc đã xong, bây giờ chúng ta làm các cạnh của mặt trong. Thì chúng ta ưu tiên những cái chỗ mà bị băng gịch lại là những ở của mình là ba cái màu này, đỏ, hồng với lại màu vàng lợt. Giờ mình làm đỏ ha, mình đem vô ba cái viên cạnh đỏ đây. Đây, cái viên này phải về đây. Thì mình làm với cái quy tắc là chỗ nào làm được thì làm, chỗ nào không làm được như chỗ này nè, nó tới tới lui lui, chỗ này thì tới lui không được, nó đi nguyên khối thì làm không được, thì mình đem cái đó tới cái chỗ nào làm được á, tới cái tâm nào làm được rồi mình đem về. Như cái chỗ này mình làm đây không được thì đem cái chỗ này đi chỗ khác, đi lên này coi làm được không. Đây này. À, không được, đem tới chỗ này nữa, chỗ nào làm được làm, không làm được đem tới chỗ khác để làm. Chỗ này à, được nè, vậy là tới tới lùi lùi rồi đem về. Đó, chúng ta đã vào được cái đỏ và xanh, cái đỏ trắng, đỏ trắng nằm đâu. Cái đỏ trắng nằm tốt bên này, cái đỏ trắng nằm đây, mình muốn nhấn vô chỗ này. Em qua bên này, cái đỏ trắng ngắm vô đây được không? Em lên không được, em xuống đây, xuống được nè, xuống đây được à. Không được, mình muốn găm này vô đây, găm không được. Giờ mình có thể đem cái này đi chỗ khác nào được không? Trả lại đây. À, đem tới chỗ màu tím à, thì mình đem cái kia tới chỗ màu tím thôi ta, cả cái cả đỏ về rồi đem cái này tới chỗ màu tím coi được không. Đây, tầm màu tím này mình đem qua màu tím này. Mình để chỗ màu tím này. Đây, mình đem nó xuống đây nó vô chỗ màu tím không phải. Đây. Đấy. Đấy. Anh này màu hồng, nó mất cái màu hồng. Giờ mình đem bên này đi, lấy cái này đập vô đây thì cái màu trắng này lọt qua bên này. Đấy, đấy, lùi lùi rồi trả về. Rồi đem cái màu đỏ này lên chỗ màu tím hồi này. Vì màu tím mình phải đem nó qua bên răng bên này nè mới được, vì mình trả nó lại. Đem này qua bên này thôi coi. Vì cái này xuống đây thì cái này sẽ dâng lên đây. Đấy. Đấy. Lùi. Lùi. Rồi, đem cái đó lên. Đó, cho nó vào đây. Vào đây bị kẹt, không được. Không được thì mình phải xoay sao, xoay cái này đi. Cái này nó đi mất. Xoay cái này. Xoay cái này được không? Xoay này nó đi mất. Vậy mình xoay ngang đi, xoay ngang. À được rồi nè. Cái này được không? Được luôn. Vậy là đi cái đường này. Tới. Tới. Lùi. Lùi. Rồi. Trả lại, trả cái xoay ngang lại một cái, nãy mình đi một cái thì trả ngược lại một cái. À, rồi trả cái đỏ về. Đây, xong. Rồi còn cái nữa, đỏ xanh.
còn cái đó đó này, đỏ xanh này nó đi thẳng qua đường này luôn được, đi ngược lại đây thì nó lại hư cái chỗ này. Vì mình cho nó cái này xuống trước rồi mình sửa lại cái kia. Tới, tới, lùi, lùi, rồi nó xuống tới đây. Rồi mình cho nó lên cái nữa. Tới, tới, lùi, lùi. Nó về okay. Vậy ta chúng ta xong cái màu đỏ rồi, mình làm thêm cái màu, những màu xung quanh, và xung quanh này mấy cái này nó vô tình nó vô được rồi. Còn một viên màu hồng lợt này, màu vàng lợt, nó đi cái đường nào không biết, nó đi đường nào luôn. Đây nó đi đường này, để coi vàng lợt nó nằm ở đâu. Vàng lợt xám à, đây nó đi đây, nó đi đường này lên, à đây, đưa cái này lên đây, đưa cái này lên chỗ cái màu cam đó. Rồi ghim này vô đây là được. Đường này chạy, đường này chạy nè, đường này chạy luôn. Ok, tới, tới, lôi, lôi, rồi đem về. Để chúng ta xong màu này, à, nó đúng vào, phải đúng cái tầm bên này nha. Rồi. Còn màu hồng, nó đi này, đi đường này. Hồng ở đâu? Hồng đây, hồng ở đây. À, đi đường này lên. Vì mình cho nó nhích về đây rồi, nó nhích về đây rồi, nó nhích về đây. Mình cho nó xuống trước đây. Tới, tới, lùi, lùi. Rồi, đem lên. Rồi cho nó xuống tiếp đây. Tới, tới, lùi. Lùi, lùi, rồi trả lại đó, nó là về tới đây nè. Rồi tay ra nó đâm vào đây, đâm vào đây, chỗ này làm được không? Đấy, chỗ này làm không được, mình đem lên cái chỗ màu cam làm. Đem này lên chỗ màu cam nè. Đấy, đấy, lùi, lùi, rồi vô rồi, trả về. À, xong hai mặt, ba mặt. Vì mình chọn mặt đỏ làm mặt trên đi, vì mình làm những cái mặt xung quanh đây tiếp. Màu xanh trắng. Cái này bị ngược nè. À, xanh trắng này, xanh trắng này vào đây. Nó bị ngược rồi. Mình quay nó lại đi. Quay nó lại đây, đâm nó vào đây, đưa lại. Này đi đường này được không? Không, đường này được không? Được, đường này. Vậy thì mình đi con này lên đây, cho con này nó đâm vào đây. Đấy, đấy, lùi, lùi. Rồi, trả về. Rồi, quay lại. Ta vô được cái xanh trắng.
trắng vàng, trắng vàng này vô đây à. Làm cái xanh cho xong đi, xanh, xanh vàng nằm đây rồi, xanh vàng nằm ở đây thì nó lại nằm qua này, à, thì cái này qua đây thì mình tới đây, thì cái này qua qua đây, cái này đi được không? Được, tới, tới, ngược màu rồi, lui, lui, nó bị ngược màu. Vậy mình nó ngược màu vậy mình đem lên trên này đi thì mình lấy nó ra, cho nó ra bao này đi, tới tới lùi lùi đó, nó văng ra ngoài này rồi, trả lại ra. Vậy mình quay nó lại đó, đi đây được không? Đi được luôn rồi. Đấy, đấy, lùi, lùi. Rồi nãy mình quay qua ha, giờ mình quay lại cho nó được cái màu vàng là xong. Rồi, ok. Đây còn viên xanh dương ở xanh lá. À, nằm tốt bên này. Mình đem nó qua, mình thả nó qua bên này đi. À. Xanh dương với trắng không phải. Xanh dương với xanh lá. Đây. Xanh dương xanh lá đây. Mình đem nó lên cái chỗ nào đó. Mình thả nó, bỏ nó ra. Đem lên trên cái mặt cam này đi. À. Mình để lại trên này đi. Lát mình đưa kia lên coi thử. Đường này đi không được. Tới. Tới. Lùi. Lùi. Rồi, đem về. Đây xanh dương xanh lá nằm bên này, mình muốn nó vô trong này, đem qua không được, đem qua không được. Đây ghim nó vô đây, đi được nè, này đi không được, ghim nó vô đây không được. Vậy mình đem lên trên này, hồi nãy mình quay ra mình quay ngang qua phong rồi, lên lát nhớ để đưa về trả lại. Cho nó vô đây, đi được, bên này đi. Đấy. Đấy. Lùi. Lùi. Rồi, đem về. Quay lại. Quay cái vàng lại đây nè. Được cái xanh. Rồi, chúng ta tiếp cái trắng. Cái này là cái trắng tím qua đây, cái này là ngược màu. Cái này cũng ngược màu luôn. À, cho cái này vô trước đây, xanh, xanh xanh này với xanh lợt nè, cho nó vô đây, vô đường không, đường này bị dính nè, dính là xoay đi đường này được không? Không, xoay tiếp cái nữa. Được rồi, được rồi nè. Được cái đường đó mà đường này không được. Xoay tiếp cái nữa. Chưa được luôn, xoay tiếp cái nữa. Cũng chưa được luôn. Rồi xoay tiếp cái nữa là nó trở về như cũ. Vì mình kiếm đường khác. Không vô được, kiếm đường khác đi. Cái màu trắng này thì sao?
Vậy mình đem cái màu trắng này bỏ lên trên này đi, rồi để lát xoay lại bỏ lên. Thường mình hay quay về cái màu cam này, màu cam này nó nhiều đường đi, bỏ nó như thật, bỏ nó vô chỗ này đi, bỏ nó vô chỗ này thì nó hư cái con này mất. Đây, con này cũng đâu có đúng đâu, con màu vàng nó cũng không đúng. Vậy thì mình cứ bỏ vào chỗ cái màu vàng này. Mình bỏ đâu có được, nó dính nè. À, bỏ chỗ màu tím này. À, bỏ chỗ màu tím này được nè. Rồi, tới. Đúng rồi. Tới. Để chỉnh nó chính xác mới quay được. Tới. Đấy. Lùi. Lùi. Rồi. Trả về. À, nó vẫn còn đây. Để mình đi đường nào nha. Màu xanh, xanh trắng. Mình bỏ nó qua bên kia chứ. Quay lên lại, để mình bỏ lộn chỗ. Mình cho nó qua đây nè. Vậy thì con này phải xuống đây trước. Đấy. Đấy. Lùi. Lùi. Rồi, quay về. Đấy, nó qua đây nè. Qua đây rồi mình xoay nó lại. À, xoay nó về. Để nó đâm vào đây. Vậy thì mình phải lên tiếp. Đấy. Đấy. Lùi. Lùi. Rồi. Đã về. Đó. Vậy nó còn một cái nữa. Nó vào đây. Cái tím trắng, cái à nó cũng phải chết mồ, nãy quên xoay lại rồi. Mình xoay lại gì nó vẫn không xoay ha. Trả lại. Mình muốn nó xoay lại. Bỏ nó ra đây lại đi. À, mình xoay ở đây thì cái này. À, rồi, bỏ nó lại qua bên này trước ha. Rồi xoay lại tới. Tới. Lùi. Lùi. Trả về. Rồi, xoay nó lại. Rồi đưa lên lại. Xoay nó lại và đưa lên. Nó có được, nó có không xoay. Không cần xoay. Lên, lên luôn, lên. Rồi, lên lên. Xoay nó lại như vậy. À, cho cái này vào đây rồi mới xoay được. Đấy. Đấy. Lùi. Đúng. Lùi. Lùi. Rồi.
Xoay cho cái màu trắng nó xuống. Đây. Rồi, đưa nó lên. Đấy. Đấy. Rồi. Rồi. Rồi, lên một cái nữa. Đấy. Đấy. Lùi. Lùi. À, cả về. Cả về. Rồi, xoay cả lại. Đó. Rồi mình được một cái xanh trắng đây. Rồi cái trắng vàng nó nằm ở đây. Em muốn đỡ nó vào đây này. Chỗ này được không? Không được. Đưa lên đây. Cho cái trắng vàng nó qua đây. Vì xuống đây. Đấy. Vì nó ngược màu rồi. Rồi. Rồi trả về tôi xem. Nó bị ngược màu rồi. Rồi mình lại làm như vậy. Đưa này lên đây này. Cho nó qua đây đi. Lát nó xoay lại. Đấy. Đấy. Lùi. Lùi. Rồi. Trả về. Rồi xoay nó lại. Xoay nó lại. Rồi lại đưa lên. Đưa lên, găm nó xuống. Đấy. Đấy. Lùi. Lùi. Rồi, trả xuống. Xoay lại, trả lại. Rồi, ta được cái đỏ, cái trắng vàng và trắng tím. Trắng tím đi đường này được không? Không được. Đường này bị kẹt à? Không được, không găm vô được. Nó xoay qua chỗ này. Được không? Được nè, như là tới. Đấy. Lùi. Lùi. Đó, trắng tím nó vô. Trả về. Rồi, ta xong màu trắng. Rồi, còn cái màu xanh này nữa. Xanh tím bị ngược. Thì mình làm như hồi nãy. Đem lên trên này. Cho nó qua chỗ này. Đấy. Đấy. Lùi. Lùi. Đó, cho nó qua đây. Rồi, trả về. Rồi, xoay nó lại. Đem nó lên. Thì con này găm xuống đây. Đấy. Đấy. Lùi. Lùi. Tích cơ nó chạy tiếp mà. Con này nó, mấy cái tích cơ trong này là nó tróc liên tục các bạn. Nó tróc liên tục luôn. Hết con này tróc tới con kia tróc. Rồi xong trả về. Rồi trả về chỗ nào quên mất tiêu luôn. Trả cái màu. Trả đây hả? Trả đây. Rồi xoay lại. Rồi. Vậy còn một cái nữa. Là xanh với là xanh lợt.
Đây nó nằm đây luôn. Nằm đây, cái này không quay được. Đường này quay được, cái đường này quay không được. Đường này, à, đường này được nè. Vậy thì mình cho cái này về đây thì mình đâm cái này xuống. Đấy. Đấy, ô không được. Để mới quay được đó mà. Không được. Không được thì xoay nó qua đây. Không được luôn, xoay nó tiếp qua đây. Được rồi. Được cái đó thì cái này không được. Để xoay tiếp cái nữa. Không được luôn, thôi trả về lại coi kiếm cái đường nào. Đường này được không? Trả về lại, đường này được không? Đường này được nè. Qua bên này. Đường này không được. Đường này không được. Quay tiếp cái nữa này. Đường này được và đường kia không được. Cháu này đâm vô đây thôi mà sắp cực vậy. Không được thì mình đem nó đi chỗ khác. Đi chỗ khác nữa. Đem đi. Đây không được. Chỗ này được ha. Rồi. Chỗ này không được mình đem cái chỗ này lên đây. Để xoay lần lát nhớ xoay lại đây. Em xuống này, xuống màu cam là thường, xuống màu cam là xoay được hết. Cam nó nhiều đường không? Rồi. Mình muốn cái này đâm vô đây. Vì nó hư cái này sao? Trả lại coi chừng nó lạc, hình như mình lộn. Ô, trả lại đường nào quên luôn rồi. Vì là có nguy cơ là bị lộn rất là cao. Đâu rồi, đâu rồi. Hồi nãy mình đưa lên một cam ha. Trả xuống gì ha. Hồi nãy đưa con nào lên màu cam rồi. Cái gì? À. Trả lại, trả lại. Bây giờ có cái đường này không mà. Quay qua đây coi. Quay qua. Rồi đưa lên. Đưa lên cũng không được. Quay qua cái nữa. Còn có cái mà chưa kiếm ra được đường xoay. Có cái này xuống đây thôi mà.
Đây là từ từ nha. Xoay qua bên này rồi. Mình đem nó lên. Đây là công thân nó mất dấu là mệt, đem nó lên. Mình muốn nó vào đây thì cái đường này phải chạy, đường này không chạy thì mình xoay qua đây một cái. Lát nhớ mình để lên bàn chứ không à. Rồi. Đấy. Đấy. Lùi. Lùi. Rồi nó vô rồi, giờ mình xoay lại nè, để mất dấu là mệt. Xoay lại một cái đúng không? Xoay lại. Xoay lại rồi. Xoay xuống đây. Mình lạc cái bị kẹt à. À, rồi bị kẹt xong cái mình hết biết đường quay lại luôn. Đường này lên đúng không? Đó rồi trả về rồi, cái màu nữa dàn tuốt qua bên này. Đây mình kiếm cách mình dán nó lại, dán nhiều rồi các bạn. Con này chơi ngán lắm. Xoay nó lại cái đây. Giờ xoay hết được không hay sao? Đây. Ơ, à, mình lại cái đâu nữa đây. Rớt ra. Rớt ra bây giờ mình lạc đường tiếp à. Như hồi nãy mình xây lộn rồi đó. Rồi, về rồi. Rồi cái miếng tích cơ của chúng ta rớt đâu mất luôn rồi. Rồi này. Khổ ghê luôn. Để mình bạn chờ mình dán lại chút ha. Rồi chúng ta tiếp tục. Này, còn một viên này. Này trắng nãy mình làm nó răng ra rồi. Giờ mình đưa vô lại. Nãy mình làm gì đó nó. Mình làm cái viên bên này thì bên này nó hư. Để mình không có để ý, rất là khó. Lâu lâu mình phải kiểm tra. Rồi, thì mình đưa con trắng. Trắng xanh này lại vào chỗ này. Rồi. Con này phải xoay lại, trắng xanh này phải xoay lại. Đúng không? Không không, không cần phải xoay. Cứ đi đường này thôi. Rồi. Tới. Tới. Lùi. Lùi. Rồi, đưa lên. Tới. Tới. Lùi. Lùi. Rồi lại đưa lên cái nữa. Nằm xuống đây. Đấy. Đấy. Lùi. Lùi. À, vô rồi. Đã về. Không được, đi đường này. Chỉ còn cái màu xanh, màu trắng vàng ở đây. Mình đâm xuống đây luôn. Để lát đưa lên đây, đúng rồi. Đấy. Đấy.
tinh tiến nó về lôi lôi rồi nó tới đây rồi, giờ cho nó xuống đây đẹp lại đấy đấy lôi lôi rồi đã vào đã về. À, bây giờ chúng ta đã làm xong mặt màu đỏ và các mặt xung quanh màu đỏ, còn lại lật này lên, mình chỉ còn làm nửa cái quả cầu này thôi. Thì mình ưu tiên mình làm ở dưới này trước, những cái mặt này trước. Mặt là đường ngang nè, còn cái đường đứng này là mình làm cho cuối cùng, là cái mặt màu cam. Mình thấy trên này cái nào không phải màu cam mình đem xuống. Cái này là tím vàng nè, tím vàng nó nằm vô đây, mình lật nó lên đó, mình đâm tím vàng vô, mình thử đường đi được không, đây đi được đường này. Giờ tới 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 lùi lùi rồi để lật lên trả lại tím vàng xanh vàng. Xanh vàng này nằm đây, nằm đây mình lật lên gì thì nó đi mất tiêu, lật lên đi mất tiêu. Vì mình cho cái xanh vàng qua bên này, qua này bị kẹt thì mình xoay xoay kiếm cái đường cho nó qua. Rồi, nó trôi nữa rồi, nó chưa có khô keo nó trôi nữa rồi. Được rồi nè, giờ mình cho cái này lên đây, tới, tới, lùi, lùi, à, trả về, đây, tím xanh, mình lật mặt này lên, vậy nó bị ngược. Lật này lên thì nó bị ngược. Thì phải cho cái tím xanh này vào cái chỗ cái xám này nè, để mình lật nó lên, cho nó vào đây, cho vào đây thì cái này xuống đây trước, tới trước, tới tới lùi lùi rồi. Chưa có khô à, chưa kịp khô luôn rồi. À, quay nó lại à, cái này vô đây đúng không, này đi được nè, cái này này không đi được. Mình đi với lại cái màu này thì nó hư cái chỗ này, cho mình xoay cái chỗ khác, mình chuyển ba con này nè, ba con có cái màu cam này nè, cái màu cam là màu cuối cùng mà, cho nên mình cứ chọn cái màu cam để mình làm cái rác, mình đẩy nó vô. Thì quay qua chỗ khác để tìm đường đi. Rồi. Bị vướng. Rồi. Đi được chưa? Chưa, quay qua cái nữa. Đi được rồi. Cái này được không? Được luôn. Đi tới. Tới. Lôi lôi rồi quay về, quay về đúng chưa, rồi trả lại à, ta được cái tím xanh rồi, cái này vàng xanh lá, vàng xanh lá xuống chỗ này thì có tròn xoay lên thôi. Đâm này vô đây thì coi đường này đi được không, đi được nè, đây này đi được không,
thì được luôn. Rồi. Yeah, là đấy, đấy, lùi, lùi, rồi trả lại, xong. Còn cái nữa, còn hai cái nữa, à hai cái này, nó dính vô hai bên này. Vậy thì mình đem cái này lên đây đi, mình bỏ lại trên này, rồi mới xoay lên. Bỏ vô chỗ nào đó, bỏ vô chỗ này, bỏ vô chỗ bên này đi, để lát mình xoay cái, mình xoay cái màu xám này lên nè, bỏ cái xám xanh lá vô chỗ chỗ cái cam này đó, được không? Vậy là mình lấy hai con cam này để thay đổi nè, chứ đừng có lấy cái con xám này thay, xám này đã đúng rồi. Giờ mình quay nó đi để nó đi được, được cái hai cái đường này, hai cái đường chỗ hai màu cam với lại màu xám nè. Vậy được nè. Chưa. Được nè. Được rồi, mình đâm này vô đây để cái này lọt lên này. Đấy. Đấy. Lùi. Lùi. Rồi, lọt vô rồi. Quay lại. 1 2. Rồi, trả lại. Đó. Nó đã nằm lên trên này. À cũng không được. Cái này ngược, nó ngược đầu rồi. Mình xoay cái màu xám này lên. Hồi nãy mình tính xoay màu lên gì, nhưng mà nó bị ngược đầu, tính sai à. Mình phải cho cái này nó vào đây mới đúng. Này. Rồi. Đấy. Đấy. Lùi. Lùi. Đó. Nó đưa cái màu xanh này lên. Vậy thì mình lật cái màu này lên là được ha. Lật lên đây. Đó. Màu xám này nè. Màu xanh này lọt xuống đây là ok. Nằm này. Cái này đi không được. Xoay tiếp. À, được rồi. Được rồi. Đi tới. Tới. Lùi. Lùi. Rồi. Quay lại. Rồi. Trả cái mặt lật lại. Mặt lật đâu? Lật lại. À, được cái xanh. Xám à. Rồi nó trôi tiếp cái màu xanh này. Mình đi mất rồi nè. Trôi mất tích cơ này. Lọt mất tiêu rồi. Ở đây dán nó không dính, các bạn chờ mình xíu, mình dán lại cho nó khô nha. Rồi sau khi chúng ta đã làm xong mấy cái đường ngang ở các mặt ở dưới này, thì còn mặt cuối cùng là mặt cam này. Thì mặt cam này chúng ta không cần phải quan tâm mấy chuyện mà nó bị lật, cái chân đưa nó về đúng vị trí thôi. Thì muốn đưa nó về đúng vị trí hết á, thì trước tiên ta phải đưa hai viên về đúng vị trí, mà hai viên nó nằm cách xa nhau chứ đừng nằm sát bên nhau. À, cái này sai hết rồi nè, đang sai hết rồi nè. Giờ mình đưa hai viên cho nó đúng. Vì cái viên xanh này nè, xuống đây là đúng à. Xuống đây, giờ xuống đây, xuống đây. Con này dăng lên đây. Vậy là hai viên này đúng. Rồi, mình cho đường này coi, được không? Đường không được, quay qua. Đây, đây. Vậy mình tới tới lui lui chỗ ba cái điểm chữ Y này. Cái này xuống đây sẽ đúng màu xanh lá. Cái này lên đây đúng màu xanh. Xanh lợt, xanh lợt lợt. Màu xám này xuống đây. À vậy đúng 3 viên hả? Đây coi. Đấy. Đấy. Lùi. Lùi. Rồi, trả về. À, đúng viên này. Viên này cũng đúng mà bị ngược. Rồi còn lại 3 viên sai nè. À, đúng 2 viên này. Nó nằm cách xa nhau nè. Còn lại 3 viên thì nó mới tạo thành thế chữ Y, mình đi tiếp được. Vậy thì màu tím ở đây. Vậy thì màu xám ở đây thì xám xuống đây. Xám xuống đây, cái này vàng sẽ lên là tím sẽ qua bên này. Nè, thử nè. Thử nè. Không được.
xoay chỗ khác, không được, xoay chỗ khác, được, được, đây, rồi, rồi, tới, tới, lùi, lùi, rồi, trả về. Chúng ta có hai viên bị lật, hai viên bị lật nằm cách xa nhau. Vậy bây giờ chúng ta sẽ lật, lật hai viên này. Mỗi lần cái động tác sau đây, cái cách làm sau đây nó sẽ lật hai viên nằm kế bên nhau. Nhưng mà hai viên này nằm xa bên nhau, xa nhau cho nên mình không lật được, cho mình phải lật hai viên này. Chọn một trong cái viên nào đó để lật. Mình lật cái này cái thì cái vàng nó đúng, thì cái tím này nó sai. Rồi mình lật tiếp hai cái này nữa là xong. Vậy mình lật hai viên này ha, một viên tím và viên chỗ màu vàng, cam tím cam vàng. Thì muốn lật nó được á thì nó phải dùng cái công thức mà nó phải đi được ba đường như sau. Một là cái đường R, hai là cái đường L, ba là cái đường S này, cái đường chỗ này đó. Thì chỗ này nó thỏa mãn hai, cả hai này thỏa mãn ba đường luôn này đó, nó thỏa mãn ba đường. Vậy thì mình làm công thức như sau. Trước tiên mình set up, trước mình set up RR hai cái, rồi phi phi hai cái, phi cái mặt này, phi phi, rồi L một cái, ali một cái chứ, ly ly, rồi ri 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 ri, rồi xong rồi đó. Rồi chúng ta sẽ tới tới lùi lùi bên trái trước bằng ba cái điểm này, tới tới lùi lùi xong. Chúng ta trả setup là làm ngược lại quy trình hồi nãy ri ri phải không? Bây giờ là r r, hồi nãy là ly phải không, thì bây giờ là l, hồi nãy là phi phi ha, bây giờ f f, rồi xong ri ri, hồi nãy là r r đó, đầu tiên đó là ri ri, rồi xong setup. Rồi chúng ta làm một cái nữa là tới tới lui lui là phía tay phải, dùng cái này tới đây, tới tới lùi lùi đó. Bạn thấy màu vàng nó được lật lại đúng rồi nè, thì màu tím này nó lật lại là sai. Rồi giờ chúng ta sẽ lật hai cái viên này kế bên nhau là xong. Rồi chúng ta kiểm tra điều kiện nè, R chạy nè, L không chạy, vậy thì mình nhích nó qua đây. Rồi L chạy rồi nè, R chạy rồi nè, F chạy không, rồi F chạy luôn. Ok, mình để chỗ này mình lật, lật hai cái này làm như hồi nãy, R hai lần, R chạy đầu, R R phi phi, ly ri ri, rồi lên lên xuống xuống bên tay trái, tới tới lùi lùi. Rồi trả setup R R L F F R R. Rồi tới tới lùi lùi bên tay phải, tới tới lùi lùi. Rồi chúng ta đã lật xong, quay trở lại vị trí cũ. Rồi vậy là chúng ta đã xong bước thứ hai, là cái bước mà làm cũng khá là dài, là các cái cạnh ở trong và mặt lớp ở trong đó chúng ta đã làm xong. Qua bước thứ ba là chúng ta làm cái tâm này. Làm cái tâm này thì chúng ta cũng ưu tiên nhiều nãy là ưu tiên cái chỗ mà băng băng gạch trước là làm màu đỏ, rồi làm màu màu vàng lợt, rồi làm màu màu này màu hồng, rồi làm xung quanh đây, rồi mới làm cái mặt tiếp theo. Thì cái công thức đó cũng vậy, công thức đó là xuống xuống lên lên. Bây giờ mình làm màu đỏ nè, thì cái chỗ băng gạch này nó không làm chỗ này được thì mình nó dời cái chỗ này đi để mình làm. Thì mình coi cái màu đỏ đó đâu, thì cái công thức đó là nó sẽ di chuyển 3 viên. Nếu mình để gì mặt mặt ở trên phải không, mặt U, mặt F và mặt R, nó sẽ di chuyển cái vòng tròn này nè,
từ U xuống F, từ F qua R và từ R lên U. Thì màu đỏ đây, mình đem cái màu đỏ này lên được không? Đây. Đây. Mình đem lên, mình đưa cái màu đỏ này xuống đây. Như màu đỏ này thì công thức đó nó cần 3 đường. Một là đường này đường R. Đường này xuống xuống lên lên bên này, xuống lên bên trái, à phải. Và xuống lên bên này, không được nè. Vậy thì mình phải dời nó đi. Mình dời mình dặn một cái đường nào đó mà mình thấy cái tâm ở trong nó đổi á, là cái đường đó khả thi, có thể di chuyển được. Nè, tâm nó đổi nè, rồi thử. Chưa được, dặn cái nữa. Thử. Chưa được, dặn cái nữa. Dặn mà nó không ảnh hưởng ba cái mặt này á. Được nè. L được nè. Cái này được nè. Và cái mặt F này phải được. Cái mặt xéo này phải được. Xéo nè. Đó, được rồi. Bây giờ mình làm một cái thì đỏ nó về đây, cam nó qua đây, màu hồng qua đây và xanh này sẽ lên đây. Mình cách xuống lên vào tay trái trước, tay phải trước, xuống lên. Rồi. Mình xuống chéo cái này một cái. Rồi, mình làm ngược lại, mình trả ngược lại cái động tác khi nãy xuống xuống lên khi nãy. Trả ngược bằng cách là mình làm bên phải trước, giờ mình làm bên trái. Xuống. Okay. Xuống. Xuống. Lên. Lên. Rồi, hồi nãy đưa chéo xuống gì rồi mình đưa ngược lên lại. Rồi. Đó, mình thấy đỏ nó về không? Cái này nó di chuyển 3 viên nè. Rồi, hồi nãy mình set up cái chỗ này chạy chạy thì mình vặn nó về. Vặn chừng nào cho cái này nó liền lạc lại là xong. Xuống mấy lần rồi? Hồi nãy xuống 3 lần, hình như 3 lần, 4 lần vậy. 1, 2, 3. Đó, nó bị tuột rồi. Nó bị tụt các bạn, chào mình xíu. Rồi tiếp tục bạn, cái tróc cái sticker này ra tiếp rồi. Mình để kế bên á. Đây lát thật tính, dán hoài không được các bạn. Rồi, mình trả cái này về xong. Rồi mình trả cái màu đỏ nãy mình lên mình hứng về lại. Vì mình được cái mặt màu đỏ nè. Rồi giờ mình làm cái mặt màu vàng dính ở đây ha. Giờ mình cho cái này nó vào đây. Và cái đường nó đi rồi. À, cái đường này nó đi được đây. Cho này qua đây. Mà làm tại màu hồng này không được. Vậy mình làm cái cho nó vô đúng cái màu hồng đây. Màu hồng tốt chứ này. Vì mình cho cái màu hồng nó đi chỗ khác đi. Cho cái màu hồng này lên màu xanh này đi. Rồi lát mình lấy cái màu hồng ra, tại nó nằm gần quá. Rồi giờ mình kiểm tra cái đường đi. Đường này được. Đường này không được. Không được thì mình vặn nó cái. Vặn ở đây hoặc là vặn ở dưới này. Bạn dưới này, đó, bạn dưới này cũng được nè. Chưa được. Bạn tiếp. Chưa được. Bạn tiếp. Ê, chưa được thì trả nó lại đi. Nhận cái đường này đi. Được nè. Được nè. Được nè, đó. Rồi, mình cho cái màu hồng này lên đây nè. Xuống. Xuống lên lên rồi trả này xuống rồi, làm ngược lại bên này xuống xuống lên lên
Rồi, trả lên. Rồi, nãy bạn này một cái, trả này là một cái. Rồi, nãy đem cái này qua, trả ngược này lại. Rồi. Rồi. Màu hồng nó vào đây. Rồi, mình cho màu hồng nó vào đây. Ngồi đây thì cái chỗ này, chỗ này cũng xoay không được. Mình cho nó qua đây đi. Không được luôn. Dặn sao mà cái màu hồng này nó chạy á. À. Đây. Chạy qua đây. Chạy qua màu cam này dễ làm. Rồi. Mình cho màu hồng nó xuống đây thì phải chạy hai lần. Rồi, kiểm tra được không? Được. Không được, bạn tiếp. Được nè. Được nè. Rồi, được luôn. Rồi, mình làm hai lần thì cái màu cam này nó, màu hồng này nó sẽ về đây. Xuống. Xuống. Lên. Lên. Kéo. Xuống. Xuống. Lên. Lên. Rồi, kéo lên. Đó. Một cái nó xuống tới đây, làm cái nữa nó xuống đây. Xuống. Xuống. Lên. Lên. Kéo. Xuống. Xuống. Lên. Lên. Kéo lên. Rồi. Hồi nãy mình set up cái này một cái, trả lại một cái. Rồi hồi nãy cầm cái hồng qua để trả cái hồng về. Đó. Ủa. Hình như mình làm nhầm đâu. À. Nên mình set up lộn rồi các bạn. Nè, cái hồng này lọt qua đây. À đây nè. Cái hồng này về. À, cái hồng này lọt tuốt qua bên này. Lát cái này xuống đây. Xuống đây hứng được. Vì mình cho cái này về đây đi. Cái màu vàng lợt này về đây, rồi lát mình đem cái này xuống đây hứng. Cho cái vàng lợt này về trúng cái màu vàng. À, cái hướng này được không? Hướng này được không? Ừ, vậy thì đem qua hứng luôn. Cần chi? Đem qua, đem cái. Đem qua được không? Đem qua. Không được, không được. Rồi. Kiểm tra cái này. Được. À, chỗ này để yên là đi được ba đường luôn nè. Rồi. Xuống. 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 Lên. Lên. Rồi, chéo. Xuống. Xuống. Lên. Rồi. Kéo lên. Đó, nó xuống đây. Nó xuống đây mình đem cái này qua. À, rồi để mặt này. Cho này vô đây. Test thử được nè. Này không được. Như là đẩy đi. Được nè. Được nè. Cái này được không? Được luôn. Ok. Thì cái vàng lợt sẽ qua đây. Xuống. Xuống. Lên. Lên. Kéo qua. Xuống. Xuống. Lên. Lên. Kéo lên. Trả này lại một lần.
trả cái màu cam này, màu trắng, màu vàng này lại. Thì chúng ta được đây, đây ba mặt rồi. Vì còn cái xanh là cái trắng này nữa. Làm cái trắng đi. Trắng ở đây. Trắng này thì kéo tới được không? Trắng này vô đây. Rồi thử. Được nè. Được nè. Được luôn, ok. Xuống. À. Phan phan. Làm vậy thì nó có hư cái này không? Hư cái màu này của mình, nãy màu này của mình. Màu này của mình đúng hay sai? Sợ hư cái màu xanh nè. Ra lại coi. À, làm gì nó à, không hư, cái màu xanh chưa vô. Màu xanh chưa vô, ok. Rồi. Xuống. Xuống. Lên. Lên. Kéo xuống. 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 Lên. Lên. Kéo lại. Rồi. Trả lại. Màu xanh này. Màu xanh này thì ở đây. Đem nó quay được không? Đó. Làm hai lần. Được nè. Được nè. Được nè, ok. Xuống. Xuống. Lên. Lên. Kéo xuống. 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 Lên. Lên. Kéo lại. Rồi, làm cái nữa. Xuống. Xuống. Lên. Lên. Kéo xuống. 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 Lên. Lên. Kéo lại. Rồi, trả về. Rồi, vậy là chúng ta đã làm xong mặt trên và xung những cái mặt xung quanh đó. Giờ chúng ta để cái này, để cái mặt đỏ này, cái mặt mà bị băng gạch qua bên. Thì chúng ta làm nửa quả cầu bên này. Cái xanh này xong rồi. Cái xám này. Xám này nằm tuốt dưới này. Màu trắng đây. À, mình làm màu này được không? Này cho cái tím nó về đây. Tím về đây. Rồi mình làm hai lần. Mình làm hai lần vàng cái về đây, tím nó sẽ về đây. Thì mình làm ngay tại mặt vàng này. Rồi, kiểm tra. Được nè. Bên này được không? Được nè. Bên này được không? Được luôn. Rồi, làm hai lần. Xuống. Xuống. Lên. Lên. Kéo xuống. 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 Lên. Lên. Kéo lên. Rồi làm cái nữa. Xuống. Xuống. Lên. Lên. Kéo xuống. 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 Lên. Lên. Kéo lên. Đó.
Vậy được 3 viên à. Rồi, còn 3 viên này. 3 viên này làm cái đường này là xong. Phải làm 2 lần nữa. Này được không? Được. À, đường này bị dính nè. Thì phải vặn đi. Chưa. 2. Chưa. 3. Được nè. Được nè. Được, ok. Rồi, làm 2 lần. Xuống. Xuống. Lên. Lên. Kéo xuống. 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 Lên. Lên. Kéo lên. Xuống. Xuống. Lên. Lên. Kéo xuống. À, kéo xuống. Xem là lộn. Xuống. Xuống. Lên. Lên. Kéo lên. Rồi. Trả lại. Rồi. Vậy là chúng ta đã xong cái bước thứ ba, là cái bước cái tâm bên ngoài. Bước cuối cùng là chúng ta làm góc bên ngoài. Rồi, mình tạm dừng ở đây để mình làm tiếp cái clip sau.